Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ là vòng khoai sọ ạ. À quên, chè khoai sọ ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là chè đậu đỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng chè cốt dừa. Bây giờ mình bắt đầu nha. Mẹ khác được chú này, cậu này đá đi mẹ đấy. Mọi người ơi, mình xỏ màu tím nha. Mình xỏ màu tím nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu tím nhé. Nơi đây sẽ không hẹn thì em chúc anh hạnh phúc. Mày khóc không? Mày khóc không? Hả? Không học được. Không học được. Cứ ngủ. Đi. Mọi người mình sống màu đỏ nha. Mình sống màu đỏ nha mọi người. Mọi người mình sống màu đỏ nha. Sau màu đỏ mình xỏ màu xanh dương nha. Mọi người ơi, mình xỏ màu xanh dương nha. Bây giờ mình xỏ màu xanh dương nha mọi người. Đây là ba màu của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây ba màu của mình nha. Ba màu của mình đây nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu cam. Mình tiếp tục với màu cam nha mọi người. Mọi người tiếp tục với màu cam nhé. Mọi người ơi, đây mình xỏ 5 màu này. 5 màu của mình này mọi người. Mọi người ơi, 5 màu của mình đây nha. Giờ mình sẽ tiếp tục với màu hồng. Mình xỏ màu hồng nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu hồng nha. Sau màu hồng mình sẽ tiếp tục với màu vàng nha. Mọi người ơi, sau màu hồng mình xỏ màu vàng. Bây giờ mình xỏ màu vàng nhé mọi người.
Bây giờ mình kết vòng nha mọi người. Mọi người mình kết vòng nha. Bây giờ mình kết vòng nha. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, mình chia sẻ một chút nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, mình chia sẻ một kênh nhé. Các bạn, đây là vòng của mình đã hoàn thành này. Vòng của mình đến đây là kết video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, mình chia sẻ một kênh nha. Giờ đã bắt đầu học rồi ạ. Thế mình đang chơi suốt à? Chơi suốt. Học không học? Hỏi có phải học không thì bảo không. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xóa vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là chẻ ngô. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xóa vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là chẻ củ sen. Bây giờ mình bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xóa vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng chẻ. Vòng này của mình sẽ là vòng chẻ sâm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin lỗi Nam Mô. Mọi người ơi, bây giờ mình xỏ màu tím nha. Mình xỏ màu tím nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu tím nhé. Mọi người mình đang xỏ màu tím nha, mình đang xỏ màu tím nha mọi người. Mọi người mình đang xỏ màu tím nha.